nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố thời gian qua các cấp ngành các đơn vị chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hướng tới xây dựng con người đà nẵng có nếp sống văn hóa văn minh đô thị qua công tác dân vận tuyên truyền các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố ngày càng có ý thức giữ gìn phát huy các lễ hội truyền thống các giá trị văn hóa dân tộc trong đời sống sinh hoạt tại mỗi cộng đồng dân cư đây là liên hoan văn hóa thể thao và phục dựng lễ hội truyền thống được đồng bào cơ tu sinh sống tại các xã miền núi của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng tổ chức vào cuối tháng 4 năm nay. Lễ hội mở đầu với lễ kết nghĩa giữa ba làng Giàng Bí, Tà Lan và Phô Túc theo nghi thức truyền thống. Cộng đồng người cư tu ở Đà Nẵng hiện có khoảng gần 1.500 người sống tập trung tại các xã miền núi Hòa Bắc và Hòa Phú. Liên hoan được tổ chức thường niên là dịp để đồng bào giới thiệu bản sắc văn hóa độc đáo của mình. Đồng bào là cũng rất mừng là thấy là ông lại cái, cái truyền thống tốt đẹp của ông cha để lại cho nên hôm nay á, là cái ý nghĩa à, là giữ gìn bản sắc của, của, văn hóa người dân tộc sau này để con cháu là bảo tồn được cái văn hóa của, 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 mình không chỉ riêng lễ hội của đồng bào Cơ Tu, tại địa bàn trung tâm thành phố, những năm qua, các lễ hội văn hóa truyền thống cũng được các địa phương chú trọng triển khai rộng khắp như lễ hội Cầu Ngư, hội đưa thuyền thúng trên sông Phú Lộc. Đặc biệt, lễ hội đình làng được duy trì và tổ chức từ tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch hàng năm, mang đậm nét văn hóa cộng đồng, đã tạo điểm chấn trong đời sống tinh thần của người dân. Ngoài việc tưởng nhớ các vị tiền hiền cùng các hoạt động lễ hội sôi nổi để con chóng về xâm họp, lễ hội đình làng còn là dấu gạch nối gắn kết các thế hệ. Bản thân tôi rất là trân quý những giá trị truyền thống của cha ông để lại và luôn luôn À, những lúc nào có dịp thì tôi luôn luôn à, tận dụng cơ hội để tham gia cùng với à, quý cô bác. Cái việc tham gia lễ hội này cũng là một cách để à, tôi cảm thấy là gắn bó hơn với lại nơi tôi đang sinh sống. Năm nay thì chúng tôi có thêm một cái là chúng tôi có mời thêm hiệp hội du lịch để đến tham dự và tương lai là chúng tôi muốn được giới thiệu với hiệp hội để kết nối vào trong các cái tour du lịch. Theo thông kê, Đà Nẵng hiện có khoảng 20 lễ hội được tổ chức hàng năm, trong đó lễ hội Quán Thế Âm là một trong những chương trình nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Từ năm 1991 đến nay, lễ hội Quán Thế Âm đã được tổ chức thường niên vào ngày 19 tháng 2 âm lịch với tầm vóc quy mô ngày càng lớn, nội dung ngày càng phong phú. Lễ hội Quán Thế Âm là cái lễ hội thường niên để nó là một cái dấu ấn của Đà Nẵng nói chung và người dân Đà Nẵng cũng như bà con đạo hữu Phật giáo. Với sự quan tâm của các cấp các ngành, các đơn vị chức năng, các lễ hội truyền thống trên địa bàn thành phố được duy trì thường xuyên đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho dân dân, thái độ trách nhiệm của cộng đồng đối với những giá trị truyền thống của dân tộc sẽ góp phần thực hiện hiệu quả đề án phát triển văn hóa hức xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh thân thiện, phù hợp với lịch sử văn hóa hức của người Đà Nẵng giai đoạn 2022-2030.